Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ đem đến một cái sản phẩm, đó chính là hộp sinh tồn SOL. Thì trước tiên mặt đằng sau của nó sẽ là những dụng cụ. Này, đầu tiên là sẽ có một cái la bàn. Tiếp theo sẽ là một cái thanh đánh lửa. Thì như ở video trước thì mình cũng đã giới thiệu cho bạn cái thanh đánh lửa này. Chúng ta sẽ tạo ra tia lửa bằng cách quẹt xuống. Nó giống như hột quẹt vậy á, rất là nhỏ gọn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái dụng cụ. Đầu tiên sẽ là cái còi. Này các bạn thấy cái còi này tiếng khá là to đó. Rồi tiếp theo sẽ là một cái đèn pin, cũng không sáng gì mấy, nói chung là tạm ổn. Với kích thước nhỏ như thế này thì như vậy là ok. Thế là chúng ta sẽ có một con dao. Một dao cũng khá ngắn. Bây giờ mình sẽ test cái độ bén của con dao này nha. Thì con dao này cũng tạm được, có thể dùng để chặt chặt trái cây, chặt thịt, chặt dây các kiểu. Nhưng mà nếu mà đối với chặt nhánh cây hoặc là chặt những cánh cây to nữa thì nó sẽ rất tốn rất nhiều lực, bởi vì thứ nhất là cái lưỡi dao rất là nhỏ, chỉ bằng hai đốt tay mình thôi đó. Rồi cơ chế gấp vô, mình sẽ ấn cái khay này qua, đẩy vô đó. À, thì đây là tất cả những cái dụng cụ ở bên ngoài hộp trượt vào. Để mình sẽ test thêm coi thì các cái dụng cụ này khi mà gắn sau hộp nó có chắc chắn không nha. Rồi vẫn không bung ra thì rất là chắc chắn, trong trường hợp mà bạn làm rớt thì nó cũng sẽ không văng những cái món đồ này ra. Rồi chúng ta sẽ đến với bên trong của cái hộp này. Thì ở ngăn đầu tiên chúng ta sẽ có một cái gương signal. Thì đây là cách sử dụng của cái gương này. Mình sẽ nhìn qua cái lỗ này, nhìn thẳng lên mặt trời, và ánh mặt trời nó sẽ chiếu vô cái gương này và tạo thành một cái tia light beam, là một cái tia sáng. Thì cái tia sáng này nó cũng sẽ chiếu rất xa, nó dùng để mình tạo tín hiệu khi mà máy bay bay ngang qua hoặc trực thăng bay ngang qua. Đây cách sử dụng của nó. Thì đây nó cũng có một cái miếng giấy nữa nhưng mà mình vẫn chưa có gỡ ra vì sợ nó chảy đó. Rồi tiếp đến ở bên trong ngăn này, đây là những dụng cụ ở bên trong nó. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng và sách những cái kỹ năng mà sinh tồn cần thiết. Đây có hướng dẫn ta để tạo ra chỗ trú nè. Đây signal nè, đây là tạo tín hiệu bằng cái gương đó. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái bộ dụng cụ câu cá. Thì ở đây đầu tiên ta sẽ có một cái dây di cước dùng để câu cá. Mấy cây kim. Đó. Kim này chắc dùng để gài gì đó. Đó. Và ở đây chúng ta
có một cái móc câu, hai mấy cái, vài cái móc câu và một cây kim. Đó. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái dây, một cái cuộn dây. Thì chức năng của cuộn dây này á là dùng để làm lều, buộc cột những cái vật dụng của mình lại. Chẳng hạn như khi mà bạn xách đồ thì thay vì mình ôm nó, mình có thể buộc nó lại thành một cái, mình buộc nó chặt lại nhau thì mình có thể xách cho nó gọn hơn, dễ dàng hơn, thành một cuộn dây. Tiếp đó là cái dây này là dùng để mắc vô cái hộp. Ở đây cái hộp nó sẽ có một cái, hai cái lỗ, thì mình sẽ hoặc vô mình làm cái kiểu như là đồ móc á. Đó. Chúng ta sẽ có một cuộn dây cước. Dây cước này thì chắc là dùng để cột hoặc bột cuộn lại, hoặc là để mình cũng không rõ cái chức năng của dây này nữa. À, ở đây có một cái mồi đánh lửa là tinder. Thì ở video trước mình cũng đã giới thiệu với các bạn về cái đánh lửa này rồi, cái mồi đánh lửa này rồi. Đó. Lưu ý á, khi mà sử dụng thì mình phải xé cái này ra nha, xé cho nó tơi ra hẳn xài, chứ đừng có đánh nguyên cái cục không này thì nó không bao giờ nó cháy hết á, hoặc là rất rất lâu nó mới cháy. Rồi mình được 4 cục. Rồi cuối cùng là một miếng giấy bạc. Giấy bạc này thì mình có thể dùng để nấu đồ ăn. Rồi nè, mình có thể làm cái gương signal luôn. Đó. Mình có thể, cái này mình có thể xếp thành một cái cốc được luôn, hoặc là một cái tô nhỏ. Rồi mình mở ra hết luôn. À, cái miếng này nó cũng bự lắm, nó nhỏ này. Này, miếng nó bự lắm. Rồi. Thì đây là tất cả những gì mà chúng ta nhận được khi mua hộp sinh tồn của hãng SOL. Đầu tiên sẽ là một cái hộp, ở trong đó có một cái gương tín hiệu. Tiếp theo là một cái dụng cụ đa năng bao gồm dao, đèn pin và một cây còi. Tiếp đến là một cái đồ đánh lửa, một cái la bàn, một giấy hướng dẫn sử dụng và những cái tip để sinh tồn, một miếng bạc, một cái dây cột cho cái hộp này, 4 miếng mồi lửa, một miếng dây thiết, một cái dây cước để câu cá, ba cây kim rút, vài cái móc và một cây kim và một cuộn dây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.